Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh ATM Model Channel. Thì để tiếp tục video hôm nay, chúng ta sẽ làm weathering phần nội thất của chiếc xe màu 113. Mình đang sử dụng cái lọ Panolite Action màu đen của Tamiya. Thì cái lọ này cái góc là sơn dầu, mình sẽ sơn trực tiếp lên mô hình. Tại vì cái lớp bề mặt sơn bên trong của xe mình đã lót một lớp clear bằng lắc kê. Thì cái lớp sơn dầu này ở trên thì sau khi chúng ta làm xong, chúng ta có thể dùng cái enamel thinner để chúng ta chùi đi mà không có làm hư, không làm ảnh hưởng tới cái bề mặt sơn mà chúng ta đã phủ cái sơn lên clear. Như các bạn thấy ở đây là mình đã làm đổ một lượng lớn sơn, nhưng mà mình cũng không lo, tại vì chúng ta sẽ có thể chùi được một cách rất dễ dàng. Thì cái sơn panolite này thì các bạn cứ chấm thoải mái, các bạn cứ chỉ thấy đường kẻ ở đâu, đường lằn ở đâu, ốc dít tán dít ở đâu, chúng ta cứ kẻ thoải mái. Rất là lười cho nên thường sẽ kẻ kiểu như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng không phải nhất thiết là phải dùng cái cọ nhỏ để chấm từng điểm. Chúng ta có thể sử dụng cái hũ Mr. Weathering Color, cái này của CSI. Thật ra của Mr. Hobby đó. Cọ để chúng ta quét một cái lớp mỏng một cách nhanh hơn rất là nhiều. Đây, mình dùng cọ quét trực tiếp lên sơn. Sau đó mình quét thẳng lên mô hình cho những cái bề mặt rộng như thế này. Như các bạn thấy là làm sạch thì khó chứ làm dơ thì rất là dễ, nhưng mình thì rất là lười cho nên mình thường làm kiểu này cho nó nhanh. Tại cái bề mặt của chúng ta có quá nhiều chi tiết, nếu mà cầm cọ chấm thì không biết chừng nào mới xong. Nhưng mà bù lại thì cái cây cọ nhỏ của cái hũ Tamiya thì rất phù hợp cho những cái bề mặt mà các bạn làm mô hình Gundam, tại vì cái đường line, cái action, cái đường line, kẻ line của Gundam đó, nó sẽ thường là nó bất đối xứng, nó sẽ không thẳng mà không có cái bề mặt rộng như thế này. Còn ở đây chúng ta đã xác định là mô hình chiếc xe của chúng ta sẽ làm weathering mô hình ở cái mức độ là vừa phải, cho nên chúng ta cứ quẹt thẳng tay rồi sau chúng ta chùi lại sao. Làm như vậy tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều so với việc ngồi chấm. Ok, giờ các bạn thấy nó bắt đầu nó dơ dơ là được rồi đó. Rồi, bây giờ thì nó đang tèm lem một chút rồi. Thì sau khi cái lớp sơn nó sẽ khô đi một chút, thì các bạn thấy là cái màu nó sẽ hơi tái đi. Thì chúng ta dùng enamel thinner, thì có thể là dùng của Tamiya hay của ai đó cũng được. Thì các bạn bỏ chén như thế này. Mình thì sẽ sử dụng luôn cái cọ mình vừa mới weathering để mình chùi sơn luôn. Thì một số bạn sẽ không đồng ý với cái cách này, bạn sẽ nói là dùng cái tăm bông để lấy, nhưng mà mình thực tế mình không thích dùng tăm bông. Thì mình dùng cái cọ mà mình vừa mới weathering này, thì thứ nhất là mình vừa rửa được cái cọ, thứ nhì nữa là những cái lớp weathering mà mình đã chét lúc trước mà nó chưa đều. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái cọ này lại để mình đi chi tiết lại. Như các bạn thấy cái lớp weathering nó sẽ tự chảy vào những cái kẽ, những cái ô ở trong cái khu vực đó. Thì thực tế là khi nó chảy vào như vậy đó, mình sẽ tạo được cái cảm giác là cái bề mặt của cái chi tiết nó sẽ bị
dơ theo một cái cách nó tự nhiên hơn, chứ không phải là cố tình làm cho cái nét nó bị như vậy. Tại vì khi đó nó sẽ lỏng, nó sẽ loãng ra thêm một phần nữa, thì nó sẽ có cây cọ, thì cái lông cọ nó sẽ làm cho cái lớp sơn này, cái đoạn những cái chỗ nó không đều, đặc biệt những cái tấm pano ở đây các bạn sẽ thấy nè. Thì khi mình quét lên nữa, cái vệt dơ nó sẽ cảm giác giống như là dầu mỡ lâu ngày mà không được chùi đó. Đó là do cái nét cây cọ của mình nó sẽ làm bật lên những chi tiết như vậy. Thì đấy lý do tại sao mình không dùng cái tấm bông, mặc dù mình dùng cái tấm bông nó sẽ sạch hơn, nhưng mà nhiều đôi khi là những việc nó lại không thật. Sau khi mà chúng ta đã chùi xong cái màu đen, tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng màu nâu. Thì cái hũ Pardoline màu nâu của Tamiya thì cơ bản cũng là sơn enamel, cho nên chúng ta sẽ có thể tự do để check lên mô hình, rồi sau đó chúng ta sẽ chùi đi những chỗ này cũng không thích. Thì tại sao lại kết hợp màu nâu với màu đen? Màu nâu ở đây chúng ta sẽ cho được cái cảm giác là ở những cái panel nó có cái độ sâu hơn nhưng so với việc chỉ sử dụng một màu đen. Và chưa kể là thì chúng ta sẽ cố tình làm cho cái vết bùn đất nó xuất hiện, cho nên là cái panel màu nâu sẽ làm cho những cái vệt đất mà chút xíu nữa chúng ta sẽ làm nó nổi bật hơn lên rất là nhiều so với việc chỉ sử dụng một màu đen.
Ok, tiếp theo đây mình sẽ dùng cái bông rửa chén để mình chùi cái lime màu nâu. Thì tại sao lại dùng bông rửa chén? Thì cái bề mặt của cái bông rửa chén đó, nó là những cái cho mình một cái cảm giác không đồng nhất nhiều hơn nữa. Sau khi sơn khô, chúng ta sẽ tiến hành tới cái bước là sử dụng cái bột đất. Mình đang sử dụng ở đây là cái bột đất màu dark earth của Big Amor. Thì cái pigment này mình hay gọi là cái đất nhân tạo, thì nó rất là mịn. Để cái màu dark earth này là mình chính xác nó gọi là giống như là màu sình hơn là màu đất. Thì cách sử dụng thì các bạn có thể dùng cọ và chúng ta giã nó nhuyễn ra, và dùng cái cọ nhúng một chút thinner, có thể enamel hay có thể là thinner gì cũng được. Rồi chúng ta cứ chậm nhẹ 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 lên, và quan trọng là các bạn đừng có quệt, tại vì sử dụng pigment đó, chúng ta chậm thì sau khi nó khô cái màu đất nó sẽ nhìn giống thật hơn nhiều. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì tới bước xử lý cái nền của chiếc xe này á, ta sẽ dùng cọ để sử dụng kỹ thuật dry brush hay gọi là kỹ thuật cọ khô. Cọ khô là gì? Chúng ta sẽ chùi sơn trực tiếp lên trên cọ và sau đó dùng cái khăn
để chúng ta chùi cái cọ lên trên đó để cái sơn nó sẽ nửa ướt nửa khô dính ở trên cái đầu cọ, và chúng ta quệt trực tiếp lên cái bề mặt nào nổi lên trên thì nó mới bị dính sơn. Và do cái sơn chúng ta nửa ướt nửa khô cho nên chúng ta không sợ cho nó bị lem. Thì như đây các bạn thấy á, là cái nền của cái tấm thép nó sẽ nổi bật lên ở những cái điểm đó, tạo cảm giác giống cái tấm thép bề mặt của cái xe này ngoài đời. Thì mình đã có để một cái hình nhỏ ví dụ ở ngoài. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái màu Light Rust. Đáng lẽ Việt Nam thì cũng như sẽ sử dụng cái màu Việt Nam Earth, nhưng mà mình mua không có cho nên mình sử dụng cái màu Light Rust và một chút xíu màu Dark Rust, thêm màu Dark Earth để ban đầu nữa, thì ba màu luôn mình trộn lại thì nó sẽ ra cái màu na ná như màu đất đỏ Ba Gian ở Việt Nam mình. Thì chúng ta sẽ trộn pigment lại và chúng ta lấy cỏ tán nhiều ra, thì cái này nó sẽ không chính xác cho 100% giống như đất ở chỗ Tây Nguyên mình đâu, nhưng mà nó cũng 80 là được. Thêm thinner vào rồi chúng ta cứ dùng cọ và chúng đó, các bạn thấy đây cái màu đất nó cũng tương tự na ná như màu đất đỏ của Việt Nam mình rồi. Như vậy thì còn đặc quá, chúng ta sẽ cho thêm thinner để chúng ta đánh loãng ra nữa. Tại vì cái màu đất mình sẽ không làm cho nó dính bệt bệt kiểu như là dính sình, cho nên chúng ta chỉ cần đánh một lớp mỏng thôi. Thì để càng mỏng lại thì chúng ta cần thêm thinner vào thì đánh loãng nó ra. Rồi chúng ta cũng không dùng cọ phết trực tiếp lên trên mô hình, chúng ta sẽ bạn đây thấy mình đang dùng cái bảng để mình đánh loãng cái hỗn hợp pigment này ra. Thì tại sao chúng ta không lấy trực tiếp, thì khi chúng ta đánh trực tiếp với cái lượng pigment và thinner nhiều như thế này thì nó sẽ bị dính bệt rồi. Mà ở đây chúng ta chỉ đang muốn cho mọi người thấy là cái vệt đất này nó chỉ là cái vệt nhẹ thôi, chứ không phải là kiểu như là dính sình cục. Đó. Và sau khi đánh loãng ra thì chúng ta sẽ chậm, thì theo nguyên tắc là chúng ta sẽ chậm nhẹ, rất là nhẹ. Chúng ta không chú ý là không nhấn cái đầu cọ xuống. Rồi chúng ta lại sử dụng cái mấy miếng bông rửa chén thần thánh của chúng mình. Rồi cứ chậm đều vào. Rồi chúng ta sẽ đánh trực tiếp lên trên mô hình.
Vì chúng ta sử dụng thinner cho nên là sau khi cái bề mặt nó khô mà các bạn thấy nó giả quá thì mình vẫn có thể dùng thinner để chúng ta chùi đi bớt. Các bạn cứ làm sao cho nó nhìn nó đừng quá nhiều. Chúng ta phải lựa chọn khu vực thôi. Thì tới đây thì cái mô hình của mình cũng tương đối là nhìn đỡ đỡ rồi. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục các bước sơn cuối cùng và weathering ở phần ngoài của chiếc xe.